chúng ta sẽ bắt đầu phát quà nha. Nào, hai hàng nào, đừng đứng, hai hàng nha. Nào, hai hàng dọc đằng trước hả? Rồi, xin mời các anh chị ạ. Nhớ nha, là tờ rơi chúng ta hãy bỏ trong cặp thật kỹ để về đưa cho bố mẹ hai anh chị của mình để cùng tham gia trò chơi này nha. Tham gia cuộc thi selfie cùng với Dewey và nhận về cho mình thật nhiều giải thưởng đến từ nhãn hàng Dewey Donut nha các bạn. Và rất rất là nhiều giải thưởng cũng như những phần quà hấp dẫn.